Nhật Bản và Indonesia ngày 20 tháng 10 nhất trí tăng tốc các cuộc thảo luận về việc Nhật xuất khẩu trang bị và công nghệ quốc phòng cho Indonesia, và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ sớm gặp nhau, cho thấy những quan ngại ngày càng tăng về sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thực hiện chuyến công du 4 ngày tới Việt Nam và Indonesia. Đây là chuyến ra nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức trong tháng trước và là một phần trong khuôn khổ những nỗ lực của Tokyo nhằm củng cố các quan hệ với hai nước Đông Nam Á này. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói tại cuộc họp báo chung rằng quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Tokyo và Jakarta là điều thiết yếu, đặc biệt giữa những đối đầu bùng phát ngày càng tăng giữa những cường quốc lớn trên thế giới, ám chỉ sự đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Suga cũng loan báo Nhật Bản sẽ gia hạn khoản vay lãi suất thấp, dài hạn, trị giá 50 tỷ yên cho Indonesia, nước bị virus corona ảnh hưởng nặng nề với số ca nhiễm và tử vong cao nhất Đông Nam Á. 500億円の財政支援円借款を供与する方針です。